Cô bác anh chị em và các bạn ha, thì tình hình là hôm nay trường mới bắt được một điểm mới nữa, mà cái điểm này trường mới vô trường thấy nục nãy giờ quá chục luôn nè, quận hoài luôn nè. Để trường quay cả nhà xem ha, đó đây bãi mới cả nhà, nãy giờ là nó nục nó quận chỗ này hoài luôn rồi nè. Đó bãi này cơ bộ cũng im ha. Rồi mồi đây nè, thì mồi á trường trộn sẵn nè, trường có làm cái video hướng dẫn đó, thì nữa cả nhà vô bấm vô xem thử ha. Đó rồi thì cả nhà xem video là nhớ bấm like đăng ký ấn chuông để theo dõi những video tiếp theo của trường ha. Rồi mời cả nhà cùng chờ xem nha. Cô ông anh này cá nó mới lòi cái phao, không cỡ không cầu phao không vậy là vừa đó, khâu cá cha là gì vừa thôi, để trường quăng luôn cả nhà. Bó quá chục mà này nè. Để lúc hao rồi, lúc hao dính lại, dính lại dính không dính lại ông anh lên con cá rồi. Đó nó nó trời ơi, cá cha con ông nội ơi, mới nó mới thôi bú ngày hôm qua nha, có nhớ rồi, cá thôi bú ngày hôm qua nè. Không nhưng mà mình câu mà có nhớ gì mình vui rồi, thấy không? Khoan, cá rồi. Phút lên cá nữa rồi. Lên luôn. Hay quá. Ơi bự nha. Ôi ngon rồi. Con này cá ký à. Dạ, sao trường xui quá chưa dính mà mấy người này dính quá trời rồi nè. Giống rồi luôn. Ôi trời ký luôn trời. Ơi. Ôi. Ngon rồi. Đây. Mồi trường trộm đó nha cả nhà. Rồi gửi luôn đi. Nè ba anh em mình bảo cá luôn nha. Bảo luôn quá. Ở trường này, trường đang lo mấy cái cần của trường ở bên đây nè. Ông bên đây ông dính chứ. Đây trường, giờ trường cũng đang nôn mà nè, trường nôn trường dính cái nè. Ê nó đang lôi luôn cái gì nữa rồi cả. Mình cũng chụp tấm hình cái cài. Đó, ngon lành nha. Nút luôn cái gì vậy? Má mình không có cây mà ấy mồi ha. Ấy lử, cây lử. Cây móc lử á. Đó ghê không cả nhà, nó vô rộng luôn cả nhà, thấy ghê không? Trường bính mình lên ba cần mà cá nó chưa ăn luôn, bên đây hai cần mà câu pháo lụm rồi nè. Ui đây mồi trường trộn siêu nhạy thì cả nhà ơi, mới xuống nãy giờ chừng 15 phút rồi là ông bạn cũng lên con cá rồi, ông anh này cũng lên luôn, hai người lên hết trơn. Dạ trường hy vọng nó đá ăn cái trường lụm cái rồi, chứ thấy dính trường nôn quá trời nôn rồi. Đó ông câu trong cái hố lục bình đó đó cả nhà. Hôm này thì ông thả ngoài đó luôn kìa. Nó phao đó kìa. Rồi thôi giờ trường đặt máy đi, trường đợi chờ kinh của trường tiếp luôn. Lên bự ngoài đó kìa. Mới ục ngoài đó bự đó. Ghẻ kìa, đó con ghẻ rồi đó, con ghẻ rồi đó, cái nhóc mà nó nhịp rồi đó. Rồi cái phao ổng đâu rồi, đây nãy giờ nhịp mấy cái rồi đó. Lại gỡ mỗi đem đi hay gì nó đó. Chưa đâu. Anh cho dùng dây xíu đi, dùng xíu đi. Chưa, rồi, lúc phao mới lụm gì. Đó thì câu cá mà nào là
mua nước ha, rồi bẻ cóc người ta rồi ha, xin muối rồi luôn đó chứ. Ghê 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 ghê. Tình hình này thấy nó hiu hiu rồi, người ta dính hai con rồi, nó nghỉ ăn luôn rồi. Ừ. Hiu quá, hiu quá. Tôi dục xuống đó, đó nằm dưới đó luôn đó. Đó là dưới đó bên đây nè. Đây, ngoài này thì ruộng lúa cũng cắt xong hết trơn rồi. Đó. Thì bây giờ là đang chuẩn bị vô cái nước nổi luôn á cả nhà. Thì giờ người ta xới đất cái rồi người ta bỏ rồi nữa, tới nước nổi xong rồi cái người ta bắt đầu làm vụ lúa tiếp tục. Đó, nước nổi thì cái kênh này thì mực sức câu cá giờ mới bắt đầu thôi mà cá nó cũng mục nó về nhiều rồi đó, nhưng mà nó ăn chưa mạnh thôi. Ụt thì rất là nhiều luôn. Rồi cả nhà ơi, đây Trường có muối ớt nha. Đó. Đây rồi trái cóc. Đây, chấm muối ớt ăn luôn nha. Rồi vừa câu cá mà có cóc chấm muối ăn ngon nha. Dứt. Ngon. Lại chua, cóc chua. Cá nãy giờ chưa ăn của Trường luôn. Trường để nãy giờ lâu rồi. Ăn mấy trường khác không? Chắc nó dính rồi, cái nghỉ dính luôn. Mát, gió, gió rất là gió luôn, rất là mát luôn. Ngồi ăn cóc quá đã. Xong rồi giờ mình sẽ ăn dưa, dưa hấu. Dưa hấu mà chấm muối ớt ăn mới ngon cả nhà. Thịnh lên luôn nè. Đó. Đây. Dưa hấu mình phải chấm muối ớt như này ha. Cầm tay gãi đụng cái ông anh gì đó. Gãi. Rồi, dứt cả nhà ơi. Chứ cũng hơi nắng nắng lên rồi mà cá thì nó không ăn thì thôi giờ mình ăn. Gì đi, chừng nào nó ăn thì nó ăn. Mặn. Rồi anh rồi. Là nãy giờ im ru bà gù luôn rồi đó, cá cũng còn ụp lai gai nhưng mà thôi chắc ngồi cũng hơi lâu rồi nó cũng không đá nữa, thôi nghỉ cả nhà ơi. Thành quả được hai con nè, đó con bự với con nhỏ nha, nãy dính đó. Rồi thôi vậy thôi, Trường dừng video luôn ha cả nhà, xem nhớ bấm like đăng ký ấn chuông để ủng hộ cho Trường ha, thì chúc cho cả nhà có thật nhiều niềm vui, có thật nhiều sức khỏe nha.